Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lào Cai đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh về an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024. Số điện thoại đường dây nóng Ban An toàn Giao thông tỉnh là 02143 821071 sẽ tiếp nhận và xử lý chung về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý. Trong kỳ nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị công bố và duy trì số điện thoại đường dây nóng 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, du khách và giải quyết xử lý các tình huống phát sinh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.